Bà con, anh có lên bà con. Con được cái gì để chia sẻ cho mọi người? Xin cha, hôm nay con đến cha con tặng Chúa và cảm ơn cha là cộng đoàn. Thì 2016 ấy thì là Chúa cứu chồng con là ngày hôm thứ ba. Mới nhất thôi. Ở 2016 mới nhất là nơi lòng Chúa xuất Chúa gia đình đi mừng. Thế ra là ơn mới nhất là một tháng 2 là con bị viêm họng, có nghĩa là ăn cái gì nó cũng vướng vào cổ, không nuốt được, là biết tăng liều thuốc rồi. Thì con đấy con cũng đi lễ rồi cha đặt tay cho con này, thì Chúa chữa lành cho con là một tháng nay là con không có uống viên thuốc nào hết. Thì hôm nay con đến đây con tặng Chúa và cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho con, con xin hết ạ. Thưa cha, là con được ơn Chúa là trước này thì con nó thật sự trước này là con cũng nói chung là con cũng ấy đi về cũng đôi khi là cũng thỉa móc chồng con và cũng thỉa bán chồng con đi con về con đi chồng con, có nghĩa là chồng con thì chơi bời thì con cũng không có biết động viên và con chỉ đùa thôi, nhưng mà khi mà con biết được giáo điểm tin mừng thì con đến đây để con cảm thấy là Chúa gánh hết gánh nặng cho con, rồi con cảm thấy là tâm hồn con thanh minh bình an lắm. Rồi con chỉ cầu xin là xin Chúa là cứu linh hồn chồng con thôi, con không có nguyện rủa nữa. Thì hôm nay là con đến đây là con chứ con nguyện rủa chồng con sao, nói là nguyện rủa gì? Thực ra là chồng con chơi bời thì đôi khi con nói thẳng là con chửi luôn trước chồng con. Con bảo là nếu mà cảm thấy là người mà sống mà không hẳn ho thì chết sớm ngày nào thì tôi đi lấy chồng sớm ngày đó. Mình nói lại với cho rồi đi còn bỏ nữa. Đây, người cho tặng cho con một cái máy bài tập sau đây là bài giảng tôi gửi tặng cho chồng con nhé. Rồi, để cho anh ấy nghe, để anh ấy nhận thấy rằng là khi mà con thay đổi thì chồng con sẽ đổi thay. Chúng ta không bao giờ thay đổi được người khác, không ai thay đổi được người khác, cũng không ai thay đổi được hoàn cảnh. Nhưng nếu mình thay đổi rồi, người khác sẽ thay đổi, hoàn cảnh sẽ thay đổi. Ta mới bảo rằng người buồn cảnh có, người buồn cảnh có. Cho nên người cứ đã buồn cái cảnh nó có vui cái gì thì vui, lấy cái đèn cái ngôi sao mà thấy bao nhiêu đêm Chúa xuống dương gian. Chỉ vậy thôi. Còn nếu mà lòng mình vui và mình rộn rã rồi đó thì Noel về, Noel về, tên 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 nó sẽ trơn tru và lúc đó anh sẽ bảo ồ em yêu, anh chỉ mong là em sống với em suốt cả cuộc đời chứ không có nguyện của đời anh cứ sớm để em lấy người khác. Rồi mời con.